Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại HTD Check Crypto. À, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, cập nhật lại cái dự án Open Campus. Thì thời điểm hiện tại là sau khi mà lao phát trên Binance và khoảng thời gian đó là À, 28 tháng 4 à, của năm 2023 đúng không thì cái sự kiện này thì mình cũng có làm một cái video à, cập nhật cho các bạn à, nói Open Campus là dự án gì cũng à, cập nhật rất là kỹ về cái sự kiện là phát trên Binance thì các bạn có thể là à, trở lại để xem à, dự án Open Campus dự án làm, làm về cái gì các bạn nhé thì thời điểm hiện tại chúng ta đã có khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới cái dự án này rồi là mình sẽ cập nhật trong video này và đặc biệt là cái đồng mà EDU của cái dự án Open Campus đã được uh, niêm yết trên sàn Binance rồi. Và nếu như các bạn theo dõi thì các bạn thấy được rằng là EDU cũng có một cái hoạt động đẩy giá ngay từ cái thời điểm ra mắt khi mà nó đã được đẩy giá từ cái mức đó là 1.2 USD lên tận cái mức đó là 1.7 USD à, cũng tăng trưởng một khoảng khá là lớn đúng không ngay từ thời điểm đầu vì thời điểm đấy thì có phải nói với các bạn luôn là cái thời điểm khi mà cộng đồng ta nhắc đến khá là nhiều EDU và mọi người thì có phô mô khá là nhiều về cái dự án này vì thế là dự án họ tích hợp vào cái điều kiện đó để có thể đẩy giá luôn nếu như mà chúng ta không tính dâu nến đi thì các bạn thấy được rằng là nó đã bắt đầu đẩy giá từ cái khoảng đó là 1.2 USD lên cái khoảng đó là 1.7 USD thì đâu đó nó cũng được cần khoảng tầm là 40 phần trăm rồi đúng không đó còn à, nếu như mà các bạn tính cả dâu đến ở cái thời điểm giá mà nó xuống sâu nhất đó là 1.15 16 USD này thì các bạn thấy được rằng nó đã lên khoảng tầm gần 45% rồi. Đó thì đây cũng được tính là một sóng các bạn ạ, cũng được tính là một sóng và nó đẩy giá ngay tại cái thời điểm đầu để có thể lấy cái giá đẹp để có thể là thanh khoản và mình nghĩ rằng là những bạn mà mua ở cái thời điểm này đó, thời điểm mà 1.5 1.6 đô thì thời điểm hiện tại chưa biết là các bạn cắt lỗ hay chưa nhưng có thể là các bạn mà vẫn giữ thì thời điểm hiện tại thì các bạn gần như là đã bị chia hai từ đỉnh rồi đó các bạn thấy được rằng thời điểm hiện tại chúng ta thấy open campers đã quay về cái mức đó là 0 97 USD thì hôm trước mình có à, nhắn lên nhóm của cộng đồng HTD research và cũng có nói rằng là các bạn nghĩ sao về cái việc à, chúng ta sẽ có một cái entry à, dưới 0.8 với token EDU. À, ngày hôm nay thì mặc dù là BTC chúng ta vẫn à, đang ở cái mức đó là 27.900 à đến 28.000 đúng không? Thì à, trong video sáng ngày hôm nay à, cập nhật trên kênh HTD News thì mình cũng đã cập nhật chi rất là chi tiết về cái tin tức liên quan đến thị trường crypto các bạn có thể vào đó các bạn xem nhé thì uh, các bạn sẽ biết được uh, thời điểm hiện tại cũng có khá là nhiều những cái thông tin uh, first uh, liên quan tới thị trường crypto và làm cho giá crypto uh, có xu hướng giảm ở thị trường chúng ta ngày hôm nay cũng có xu hướng giảm mặc dù đang ở cái mức này mà chưa về cái mức 25 k giống như uh, cái uh, nhận định cũng như là cái dự đoán của HD Research nhưng mà cái đồng EDU đang đã quay về mức đó là 0,97 USD rồi và nếu như các bạn xem thì đã có những lúc nó có cái dâu nến quay về đến cái mức đó là 0,95 USDT các bạn ạ à, USD các bạn ạ thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật cái tin tức liên quan đến EDU về thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có gần như là cũng có một số tin tức liên quan đến EDU rồi và chúng ta sẽ cập nhật những cái mà nó làm được này sau đó thì chúng ta sẽ cập nhật liên quan tới các quỹ đầu tư này liên quan đến các vòng gọi vốn và chúng ta sẽ check qua cái ví holder của nó sau đó thì chúng ta sẽ có thể là đưa ra cái nhận định cái đánh giá với lại cái dự án EDU này các bạn xem video và các bạn nhớ nhấn cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh ủng hộ cho HTD check Crypto nhé Ok và chúng ta sẽ bắt đầu cái chủ đề video ngày hôm nay thì đây trên màn hình của bạn chính là giao diện của website Open Campus đúng không ạ? Đây là giao diện của cái nền tảng Open Campus. Thì dự án này làm về cái gì cũng như là đang triển khai những cái gì thì hôm trước mình đã nói cũng khá là kỹ rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại thôi để cho bạn nào chưa biết và chưa nắm được về dự án này các bạn có thể biết. Còn những bạn nào mà đã biết rồi thì chúng ta có thể tua qua cái phần công nghệ. Chúng ta đến thẳng cái phần tokenomics phần phía sau các bạn nhé. Thì Open Campus Protocol là gì? thì là Open Campus đấy là một cái giao thức giáo dục web 3 do cộng đồng lãnh đạo và đang tìm cách để có thể là mã hóa cái nội dung giáo dục của thế giới bằng cách là cho phép những kẻ giáo viên này hoặc là những người mà có cái sáng tạo này có thể là kiếm tiền từ cái nội dung mà họ đã tạo ra các bạn ạ. Tức là các bạn có ý tưởng gì mà liên quan đến giáo dục này hoặc là các bạn có những cái bài viết hoặc là các bạn có những cái công trình nghiên cứu nào thì các bạn có thể đăng ký để có thể tham gia kiếm tiền từ cái nội dung mà các bạn đã tạo ra. Về cái nhiệm vụ của Open Campus là đảm bảo cái sự đóng góp của giáo viên này cho xã hội này và được công nhận và cung cấp một cái hệ thống giáo dục toàn cầu thay thế cho những người học trên toàn thế giới các bạn ạ. Về đặc điểm nổi bật thì chúng ta phải nói đến cái Tiny Tab thì Tinitab đây là một cái ứng dụng đầu tiên trên cái giao thức của Open Campus các bạn ạ. Và các bạn thấy nếu như chúng ta tìm hiểu thông tin về Tinitab thì Tinitab là là một trong những cái ứng dụng phải nói các bạn luôn ứng dụng được rất là nhiều người quan tâm và khá là thành công các bạn phải nói là khá là thành, khá là thành công thì đây là một cái ứng dụng di động dành cho trẻ em thuộc cái top 10 có doanh thu cao nhất trên App Store và Google Play các bạn ạ Và thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy tháp đã có tới là hơn 9 triệu người dùng rồi Với khoảng 100.000 người đã bắt đầu tham gia sáng tạo nội dung rồi các bạn ạ Và nếu như các bạn mà tìm hiểu những cái thông tin về cái dự án này Thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó cũng gọi vốn cho chính bản thân nó luôn thay các bạn có thể thấy là Open Campus đã gọi vốn đã bán token rồi nhưng mà tháp là cái dự án mà ứng dụng đầu tiên trên cái nền tảng Open Campus thì cũng gọi vốn cho chính nó luôn các bạn ạ. Đó và cụ thể là vào khoảng ngày 25 tháng 4 thì chúng ta có cái thông tin đó chính là công ty giáo dục Web3 đúng không? Animoca à, Brand ấy, thì cũng đã huy động được khoảng tầm 8,5 triệu từ nhiều những nhà đầu tư. Thì mình có thể nói cho các bạn biết có một số những nhà đầu tư mà đã tham gia vào cái thinetap này như là à Sequoia China này hoặc là Polygon này hoặc là Liberty City Venture này và một số những cái nhà đầu tư khác thì cái thông tin này thì cũng đã được đăng tải trực tiếp trên Twitter của Tunitab rồi thì các bạn có thể là à, xem cái thông tin đó. Thì các bạn đã biết là như mình đã nói đúng không? Thinleaf là một trong những ứng dụng đầu tiên trên giao thức của Open Campus mà cái dự án này đã gọi thậm chí là gọi vốn cho chính nó này cũng đang phát triển thì có khả năng là Open Campus cũng có cái lối đi đúng không? Và cũng có cái à, thành công nhất định và có thể là cũng sẽ gặt hái được à, những cái thành quả trong tương lai đúng không? và có thể là các bạn đã thấy là dự án thời điểm đầu đẩy giá mà cũng đã kiếm được kha khá rồi thì thời điểm hiện tại cũng phải tích cực hoạt động cho anh em thấy được để mọi người còn có cái niềm tin đúng không ạ niềm tin hơn vào cái dự án này thấy rằng dự án này đang bắt đầu phát triển rồi và kỳ vọng là ít nhất chúng ta sẽ thấy được một lần đẩy giá nữa đối với lại cái dự án Open Campus này đúng không? Đấy, để theo nhận định riêng cá nhân của mình thôi thì đến đây có lẽ là một số anh em sẽ đặt ra câu hỏi vậy ai là À, người đứng sau tức là ông chùm đứng sau tinetap đúng không à, một cái ứng dụng hay phải nói chính xác là một con át chủ bài của cái open campus và sau này à, chính dựa vào con át chủ bài này có thể là chúng ta sẽ à, chứng kiến sự phát triển của open campus đúng không thì giới thiệu với các bạn luôn à, ông chùm đứng sau tinetap chính là à, một cái quỹ đầu tư có tên đó là Animoca plan các bạn ạ thì đây chính là một ông chùm chuyên đầu tư về trend nft gaming cũng như là metaverse luôn các bạn ạ nếu mà thời điểm hiện tại mà các bạn quan tâm à animoca brand ấy thì à trụ sở chính ở đâu thì giới thiệu mà các bạn luôn là trụ sở chính tại Hồng Kông nhưng mà công ty này thì có rất là nhiều những công ty con và những cái văn phòng ở các quốc gia như là Hoa Kỳ này, Phần Lan này, Hàn Quốc này, Canada hoặc Argentina, Đức, Úc vân vân rất là nhiều luôn các bạn ạ. Ngoài cái việc đầu tư thì Animoca Plan còn có các dự án riêng của mình luôn và một trong số đó thì chúng ta có thể thấy là những cái dự án khá nổi tiếng như là The Sandbox này, có cái đồng token San thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Và tiếp theo chúng ta không thể không kể đến đó chính là một dự án có tên là Decentraland là có cái đồng mana thì các bạn cũng đã biết đây toàn là những cái à, tên khủng trong cái trend metaverse và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy được hàng loạt những cái dự án nổi bật như là Matic này, hoặc là AP này, đấy, hoặc là à, pro này, hoặc là AXS này, đấy đều là những dự án khá là nổi tiếng đúng không? Và các bạn mà theo dõi những cái thông tin liên quan tới cái những dự án trong thị trường crypto thì các bạn không thể không biết tới những cái dự án này rồi. OK, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần tiếp theo. Có lẽ là chúng ta đi đến cái phần công nghệ này khá là nhiều và chiếm khá là nhiều thời gian. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái phần đó chính là tokenomics của dự án. Thì thời điểm hiện tại chúng ta đã có những thông tin là các quỹ đầu tư liên hoặc là các vòng gọi vốn liên quan tới cái dự án Open Campus này rồi. À, nếu nói thì nói như vậy thôi, các bạn. Nếu như các bạn trích về quỹ đầu tư, thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa có cái thông tin liên quan đến quỹ đầu tư. Chúng ta chỉ có cái thông tin đó là À, Binance phát với cái gọi vốn về là khoảng tầm 2,5 triệu USD đó. Và nếu như các bạn check thông tin ví dụ là trên những cái trang crypto rank chẳng hạn hoặc là những cái trang khác chúng ta vẫn thấy có cái thông tin đó là gọi vốn được 2,5 triệu đô thôi. Nhưng mà à, nó, nhìn như vậy nó vẫn chưa đủ đâu các bạn ạ. Vì chúng ta vẫn còn một cái thông tin nữa và cái thông tin này thì cho thấy là dự án đã gọi vốn được khoảng đó là à, gần 6 à, triệu USD từ một cái đợt đó là bán mã thông báo riêng từ năm 2022, các bạn ạ với cái mức đó là 6% tổng cung của cái à, mã thông báo EDU các bạn ạ. Thì nếu như mà các bạn cộng vào thì nó đâu đó nó khoảng tầm là 8 8,5 triệu USD đúng không? 8,5 triệu trong cái thời điểm đau chen với lại một cái dự án chen nó không phải là layer à, giống như mấy cái dự án khủng khủng thời đó, thời gian gần đây như là Arbitrum này hoặc là à, Sui Network hoặc là một số những cái dự án liên quan tới layer 1, layer 2 các kiểu đúng không ạ? Nó chỉ là một dự án chen thôi mà gọi vốn được khoảng tầm 8,5 triệu thì cũng được các bạn ạ. Và nó là cũng được trong cái thời điểm đau chen này. OK. Còn về tokenomics thì như các bạn đã thấy được đây chính là cái biểu đồ phân bổ tokenomics của dự án này. Thì chúng ta có cái quỹ hệ sinh thái là 25% này, có cố vấn là 15% này. À, thì đọc những cái này nó có vẻ là nó hơi dài. Chúng ta chỉ cần quan tâm các bạn thấy có vòng chiến lược là 13% và bệ phóng Binance là 5% như vậy chúng ta thấy là 18% là dùng cho hoạt động gọi là bán đúng không? Bán. Còn đâu còn lại là tất là của dự án đang nắm nếu như quỹ nắm nhiều như này thì ở cái thời điểm ban đầu mà dựa vào cái thời điểm mà mọi người mà phô về cái token được trên binance thì dự án tích hợp và đẩy luôn đấy là một cái điều mà chúng ta dễ hiểu đúng không đó điều mà chúng ta dễ hiểu dự án đẩy một phát lên khoảng tầm là gần hơn 40% 45 phần trăm từ cái mức đó là 1,1 đô ấy lên cái mức 1,7 đô chính xác là 1,69 đô thì nó cũng là một cái điều dễ hiểu ngay thời điểm ban đầu và ngay thời điểm ban đầu như vậy là chúng ta đã mất ngay được một con sóng rồi đúng không OK và bây giờ nếu như mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta quyết định và tham gia vào token EDU này thì chúng ta cũng được coi là à, bắt đầu một cái sóng hai của nó kiểu như vậy. Đó. Còn à, trừ đi 18% thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tất cả số phần trăm còn lại, mặc dù được chia nhỏ nhỏ như này thì các bạn nhưng mà các bạn cũng nên hiểu luôn luôn là à, dự án nắm giữ hết toàn bộ các bạn nhé, cứ hiểu nó nào là như vậy. Rồi. Thì thời điểm hiện tại là những thằng nào đã được mở khóa rồi thì các bạn sẽ thấy là trên Binance đương nhiên rồi. À, Lau pat thì phải được mở khóa toàn bộ rồi đúng không? Và à, hiện tại là trên Binance đã được mở khóa rồi và chúng ta có những cái ví dụ là người đóng góp sớm được được mở 10% này, à, thanh khoản là 50% này, nó kho bạc thì cũng 5% như vậy là mỗi một trừ cái thằng vòng chiến lược mới lại cố vấn ra thì à, cái đội này cũng đã được mở ít ít rồi. Rồi và chúng ta sẽ trở lại coi mới kit cap để chúng ta sẽ xem cái giá của token edu cũng như là cái cap ở thời điểm hiện tại à, sau đó thì chúng ta sẽ trở lại cái lộ trình à, mở khóa unlock của cái dự án open campus này các bạn nhé thì à, như các bạn để thấy được thời điểm hiện tại à, như mình đã nói đúng không thị trường chúng ta ngày mấy ngày hôm nay thì cũng có cái xu hướng đi xuống và thời điểm hiện tại thì open campus đã trở về cái mức giá đó là 0,98 USD và nếu như các bạn theo dõi giá trực tiếp thì các bạn đã thấy được rằng là có những lúc open campus đã về từ cái mức đó là 0,95 USD và nếu như mà nhìn theo cái khung đến 1 giờ đi thì các bạn vẫn thấy được rằng thị, thị trường cũng như là cái đồng edu này đang có xu hướng đi xuống và khung 4 giờ thì cũng vậy đó còn à, tiếp theo chúng ta có cái vốn hóa thời điểm hiện tại của cái đồng à, token edu này thì nó đang ở cái mức đó là 142 triệu 581.000 usd nếu như các bạn mà so sánh cái cap này so với cái thời điểm mà cái đồng token ARU đạt đỉnh khoảng là 1,7 USD thì thời điểm đó cái cap nó đã lên tới mức khoảng tầm gần 250 triệu USD đúng không? 250 triệu USD thì thời điểm hiện tại nó đã giảm hơn 40% rồi đó. À, nó gần như là chia hai rồi đấy thì đến, thời điểm hiện tại rất là nhiều người đang đặt ra câu hỏi token ERU chia hai từ đỉnh đúng không gần như là chia hai từ đỉnh thì đã gom hàng được chưa thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái à, một vài cái đánh giá ở cuối video này các bạn nhé. Rồi ok thì các bạn đã thấy được rằng là cái cung lưu hành thời điểm hiện tại của token EDU thì nó cũng giống như ở cái thời điểm Binance khi lao thì họ cũng có thông báo là khoảng tầm là 145 triệu gì đó đúng không? Thì thời điểm hiện tại thì cung lưu hành nó đang chiếm khoảng tầm là 15% nó tương ứng với là 145 triệu 117 nghìn token EDU các bạn ạ. Còn về tổng cung thì các bạn tham gia lao thì các bạn cũng đã biết rồi nó khoảng tầm là 1 tỷ token EDU. Ok chúng ta sẽ đến cái lộ trình unlock của cái dự án này nhé. các bạn có thể thấy được rằng là À thời điểm tiếp theo chúng ta sẽ có một cái đợt mở khóa vào 28 tháng 5 của năm 2023. Như vậy là hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng 5 rồi mà ngày 28 tháng 5 chúng ta còn khoảng tầm là 20 ngày nữa chúng ta sẽ chứng kiến một cái đợt mở khóa và cái đợt mở khóa đó thì sẽ vào khoảng đó là 21,2 triệu token ARU sẽ được unlock ra các bạn ạ. Và sau đó thì cứ thế hàng tháng chúng ta sẽ chứng kiến liên tục cứ có khoảng 21 triệu uh, 21 21,2 triệu token ERU sẽ được mở khóa hàng tháng luôn À, nếu như mà chúng ta tích hợp với lại cái thời điểm sắp tới khi mà chúng ta kỳ vọng BTC sẽ về cái mức đó là 25.000 chẳng hạn đúng không? Thị trường chúng ta điều chỉnh về mức 25.000 mà thậm chí là điều chỉnh về cái mức đó là à, 22.000 chẳng hạn đúng không? 24 đến 22.000 chẳng hạn đó. Thì khi đó token EDU thì mình nghĩ mình nghĩ rằng là có khả năng là nó vẫn sẽ tiếp tục đi xuống và trước cái thềm những cái sự kiện ăn long lớn như này thì chúng ta sẽ chứng kiến được một cái đợt đẩy giá đối với lại EDU để cho cái đội mà nhận token mà họ có có gì ạ có cái giá để họ có thể là thanh khoản cái token EDU này đúng không đó Đấy là cái sự kiện lớn sắp tới các bạn có thể nốt lại cái sự kiện vào khoảng thời gian đó là 28 tháng 5 Sau đó thì 28 tháng 6, 28 tháng 7 hàng tháng thì mỗi một tháng sẽ có khoảng là 21,2 triệu token EDU sẽ được unlock ra các bạn nha Rồi chúng ta sẽ cùng nhau sang đến cái phần đó là check cái ví holder của token EDU các bạn nha thời điểm hiện tại các bạn thấy là cái cung lưu hành nó chỉ có khoảng là 15% ở ngoài thị trường thôi thì à, phần lớn cái số lượng token đang được nắm giữ bởi ví của dự án là một cái điều mà các bạn cũng dễ hiểu đúng không ạ à, nếu như các bạn xem thì thời điểm hiện tại có trên binance thì đang có có binance ví số 6 thì đang giữ khoảng tầm là 9,52% tức là trên sàn binance các bạn nhé đang giữ khoảng 9,52% này đó trên binance ví số 7 thì đang chiếm khoảng 0,322 0,32% thì các bạn cứ tính nôm na là trên binance đang có khoảng tầm là à, 10% đi còn đâu còn lại trên những cái sàn nhỏ như là mxc này hay gip io này đó trên những cái sàn nhỏ và đây là những cái ví mà người dùng nắm giữ người dùng nắm giữ thì nó không nhiều lắm đâu các bạn nó đâu đó nó chỉ có khoảng tầm vài nghìn thôi à, hoặc là có thể là có 12 13 nghìn hoặc thậm chí là 20 nghìn à, token EDU thì những cái ví thời này ấy, thì thời điểm hiện tại cũng có thể là được coi là những cái ví cá mập vi cá mập của nắm giữ ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng nhau check uh, một hai cái vi cá mập nào đó để các bạn có thể xem được À, nếu như các bạn check sát những cái ví trên này quá thì chúng ta cũng chưa biết được là ví này phải là ví của dự án họ tách thành cái ví cá nhân hoặc ví khác để họ có thể là gom hoặc là ví của những cái nhà đầu tư họ gom họ sau đó thì có những hoạt động gom hàng đẩy hàng hay không thì các bạn cứ có thể là kéo sâu sâu xuống một tí để ra check những cái ví và à, dưới dưới này một tí để xem là họ có cái hoạt động như thế nào trong khoảng thời gian này các bạn nhé đó. À, mình ví dụ mình check cái ví mà đang nằm ở cái vị trí thứ 43 đi thì ví này đang nắm giữ khoảng là 2290 token EDU thì chúng ta có thể vào xem. Thì à, khi mà vào xem thì các bạn đã thấy được rằng là ví này thì có một cái hoạt động chuyển từ ví này sang ví khác. À, mình cũng không, không 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 thích những cái ví mà à, họ vào họ có những cái động thái chuyển từ cái ví này sang ví nọ, ví nọ sang ví kia để có thể là À, làm chúng ta khá là khó khăn trong cái việc đó là check đúng không chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví khác đây các bạn đó đây rồi ok thì luôn đây cũng có một cái hoạt động chuyển từ cái ví này ba ngày trước cũng chuyển sang một cái ví khác đó đây chuyển 1900 rồi trở lại cái ví khác đây các bạn ơi rồi đây là một cái ví này đang cho thấy rằng là thời điểm hiện tại đây các bạn nhìn thấy này à, một giờ trước này 14 giờ trước này thì chúng ta đã thấy được rằng là liên tục có những hoạt động gom à, chuyển từ ví Binance số 6 này, Binance số 7 này à, về ví chiếc ví cá nhân này và chúng ta đang thấy được cái hoạt động gom của nó. thì nếu như mà nói là gom thì cái dự cái, cái ví này đã gom từ khá là nhiều rồi các bạn này gom từ 6 ngày trước đã có hoạt động chuyển rồi, đây các bạn chuyển này. thì à, nhưng mà mấy ngày trước họ gom sau đó thì họ lại có chuyện hoạt động tái là ao ra sàn ghét .io thì có thể là bán trên sàn đó, đó và đến uh, thời điểm hiện tại các bạn thấy là trong vòng 1 giờ trước 19 giờ trước hoặc 22 giờ trước thì chúng ta đã thấy được cái hoạt động gom từ ví của sàn Binance về cái ví này thì có thể là đây là cái động thái gom của một trong những cái ví cá mập đó khi chúng ta vào một chiếc ví khác đi thì cái ví này cũng nắm giữ một cái số lượng token ERU cũng khá khá là lớn các bạn nó lên có lên tới là khoảng là 32 trăm 150 token ERU các bạn ạ và nếu như các bạn xem hoạt động gần đây của nó thì chúng ta sẽ thấy có, có cái hoạt động khoảng tầm 3 ngày trước thì chúng ta thấy một cái à, sự chuyển từ ví Binance số 6 về chiếc ví này. Sau đó thì chiếc ví này lại cách đây 2 ngày lại tiếp tục chuyển lên gate.io để có thể là để, chuyển lên để có thể là bán ra này. Sau đó thì chúng ta lại thấy là khoảng 14 giờ trước chúng ta lại thấy có hoạt động à, gom từ sàn Binance đúng sang cái à, ví này và cái số lượng nó khoảng là 32.150 token EDU. Thì nếu như mà các bạn xem thường xuyên những cái check nhiều nhiều một số những cái ví ấy thì các bạn sẽ thấy được rằng là hoạt động gần đây của họ thì họ đang có một số những cái động thái gọi là à, gom gom từ à, ví Binance nhưng mà các bạn thấy được rất là nhiều ví họ có cái động thái gom cách đây khoảng một hai ngày trước rồi à, chắc là cái ghét của họ hay là cái ý định của họ muốn mua token EDU từ cái giá đâu đó khoảng tầm là 1.1 à, đến 1.2 gì đó đúng không ạ? Rồi, OK, à, để chúng ta sẽ bước vào cái phần cuối của video này. Chúng ta sẽ trở lại trạt của token edu đi, để chúng ta sẽ nói về ngắn hạn cũng như là dài hạn với lại cái dự án uh, Open Campus này. Thì uh, thời điểm hiện tại, nếu như nói về dài hạn thì nó còn quá là sớm các bạn. Chúng ta sẽ nói về ngắn hạn thôi, vì cái đồng token này, cái đồng token mới đi sàn nên thời điểm hiện tại nếu như mà chúng ta muốn uh, vào hàng mới em này thì có thể là chúng ta phải xem cái biểu đồ một giờ của nó để chúng ta có thể là xem đưa ra cái uh, à đánh giá các bạn ạ à, nếu như các bạn xem video mà thấy uh, có cái tiếng xèo xèo thì các bạn phải thông cảm vì cái chỗ mình nó đang mưa các bạn nhé rồi ok à, đầu tiên là nói về ngắn hạn đi còn dài hạn thì chúng ta sẽ để trong những cái video sau rồi, các bạn ạ vì bây giờ chúng ta quan tâm đến ngắn hạn trước đã chứ chưa cần phải quan tâm đến dài hạn với lại edu và nếu như mà hâu dài hạn với edu thì thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tính đến luôn chứ các bạn ạ Ok, còn ngắn hạn thì sao? Ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái đợt mở khóa ngày 28 tháng 5 của năm 2023 như mình đã nói rồi đúng không? À, còn về cái vấn đề mà token EDU đẩy ngay ở thời điểm ban đầu thì mình cũng nói rồi, à, do dự án cầm à, quá nhiều token đúng không ạ? Cầm số lượng lớn token nó chỉ bán khoảng tầm 18% thôi. Vì thế là tích hợp cái sự FOMO mà được list à, được list trên sàn Binance ấy, được vào Looppad ấy thì à, có khả năng nó đẩy luôn đấy là cái điều dễ hiểu rồi và đến thời điểm hiện tại là chúng ta thấy giá của token edu đi xuống thì à, đầu tiên là chúng ta thấy là dự án có cái sự bán xả do anh em ban đầu pomo cũng ác và tiếp theo là họ cũng phải làm như vậy để cho những người mà tham gia lo phát có thể là bán đi đúng không bán ra sau đó họ có hoạt động gom lại và sẽ thực hiện cái chiến lược gọi là đẩy sau à, đẩy, đẩy mà cho cái lần tới còn à, nếu như mà lần tới thì à, mọi người sẽ xem cái tình hình của thị trường crypto À, như cái kỳ vọng của HD Research cũng như là của bản thân mình thì vẫn đang kỳ vọng là à, cái Bitcoin sẽ về cái vùng đó là 25.000 tức là đục thủng qua cái mức 27.000 chúng ta thấy được rằng là BTC đã quay lại cái mức đó là 27.000 à, cũng một khoảng thời gian rồi nhưng mà thời điểm hiện tại vẫn chưa đục thủng qua cái mức đó được và chúng ta vẫn đang kỳ vọng là BCC sẽ thuộc thủng, thủng qua cái mức đó là 27.000 và sẽ trở về mức 25.000. Thì 25.000 thì khi đó đương nhiên rồi EDU sẽ chẳng chẳng lẽ lại đi ngược sóng so với lại BTC đúng không? À, đương nhiên là một sự, số những dự án mới ra thì có thể là ngược sóng ở thời điểm đầu nhưng mà về thời gian sau thì chúng ta thấy được rằng là sẽ dựa vào tình hình dựa vào cái sự phô mô cộng đồng dựa vào cái tình hình thị trường thì nó sẽ có cái tích hợp đẩy và cái việc đẩy giá của token ERU lên cái cap khoảng tầm là 300 triệu gì đó đúng với lại à, token hook với token ID ID đúng không? 3 400 triệu gì đó là một cái điều mà chúng ta có thể tay ghét được. Đó. Còn à, thời điểm hiện tại mình vẫn à, có cái à, kỳ vọng với lại token Edu với những cái thông tin mình đã chia sẻ lên à, à, cộng đồng của HTD Research cụ thể là trên Telegram của team HTD Research ấy, thì à, à, mình cũng đã chia sẻ là các bạn nghĩ sao với cái NT dưới 0.8 của token Edu thì mình vẫn đang kỳ vọng về cái mới dưới cái mức đó còn đến cái mức dưới cái mức đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra những chiến lược Ở cái thời điểm đó thì mỗi người sẽ có một cái chiến lược một cái nhận định riêng thì các bạn sẽ tự đưa ra chiến lược à, cho cá nhân của bạn à, đương nhiên rồi với cá nhân mình để cho an toàn cho cá nhân mình thì mình sẽ thực hiện cái chiến lược đó là dca đúng không chia nhỏ vốn để có thể quản lý tốt đó và cái vùng giá đẹp để tránh tình trạng khi mà coi xuống đến đáy chúng ta không còn tiền để mua hoặc là coi mà lên đỉnh thì chúng ta không có coi để bán kiểu như vậy vì thế là à, chúng ta có thể là À, ngay bản thân mình thì có thể là chia nhỏ vốn để có thể quản lý cho tốt từng cái vùng mà chúng ta DCA nó hợp lý. Đó. À, ok còn về dài hạn thì phải nói với các bạn luôn, à, về dài hạn thì à, hiện tại là mình chưa có cái suy nghĩ dài hạn với dự án này và có thể chúng ta sẽ cập nhật những cái tin tức liên quan đến dài hạn vào những cái thời gian sau. À, như vậy là nếu như mà được tính thì Edu đã được tính là một sóng rồi và chúng ta sẽ chờ cái sóng 2 của nó, đúng không ạ? Và mình cũng kỳ vọng là BTC sẽ trở về cái mức 25k trong khoảng thời gian sớm nhất. Để đến trước cái sự kiện mà unlock hoặc là sau cái sự kiện unlock này ngày thì chúng ta sẽ thấy một cái đỉnh mới của token EDU à, Và sau đó thì chúng ta sẽ gì ạ, có những cái động thái gọi là thoát hàng hợp lý để cho dự án còn xả chứ đúng không à, Ok à, các bạn xem video chỉ mang nhất là tham khảo thôi à, Không được coi là lời khuyên đầu tư các bạn nha Vì mỗi người có một cái chiến lược riêng trong cái à, thị trường crypto này Và một lần nữa nếu như mà video này hữu ích thì được các bạn đừng quên nhấn like video Nhấn đăng ký kênh và hãy nhấn vào nút quả chuông thông báo để ủng hộ cho à, HTD Check Crypto nha À, còn bây giờ thì à, rất cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn xin chào